Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của nhà faction Arverni. Mấy anh sư Gaul. Ở tập trước thì mình đã thực hiện cái cuộc chiến lên phương Bắc và đã loại bỏ được cái thằng Suebi ở phía Bắc này rồi. Nó còn đâu đó một cái thành gì đó ở khu vực phía dưới này, nhưng mà chắc thì nó sắp tèo rồi, để bị cái bọn này nó quay diệt gần hết rồi. Mình đã giải phóng hết được các cái vùng đất ở xung quanh đây rồi. Kế hoạch tiếp theo của mình là có lẽ mình sẽ ổn định mấy cái vùng này đã, bởi vì là cũng không còn nhiều việc để làm nữa rồi. Đất đai thì ổn định rồi, bởi vì là chuẩn bị cho một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Ổn rồi, nói chung là khá ổn, không có gì đáng phải lo lắng nữa cả. Nhiệm vụ kế hoạch tiếp theo của mình là sẽ tiêu diệt lốt cái thằng này. Thành trì cuối cùng ở phương Bắc. Còn hai cái thằng của nước Anh này thì nó đã đồng minh với mình rồi, nên là mình cũng chả động đến nó làm gì nữa, và nó cũng rất là thân mình. Mình chỉ giải quyết khu vực phía Nam thôi. Đấy. Sau khi giải quyết xong phía Bắc thì xuống phía Nam. Wow. Có lẽ để một bắt đầu gây chiến với thằng này được rồi. Có lẽ tuần sau mình sẽ bắt đầu đánh nó, nhưng mà bây giờ thì chưa. Để có lượt chạy tới đã. Nó còn hai thành thôi mà. Thôi tạm thời cứ qua lượt đã. Thằng thủy thôi, viên này lên cấp to rồi. Có lẽ 3 quân đoàn là đủ giải quyết khu vực phía Bắc rồi. Mình sẽ bắt đầu điều động các đơn vị xuống phía Nam. Và nó sẽ qua lượt đã. Có điều là mình đang băn khoăn là mình sẽ tấn công khu vực nào trước. Thằng nào dám làm loạn đây đấy. Mấy vùng này cũng tạm yên ổn nhỉ. Trừ 10 public order. Nói chung là êm rồi. Gaul is mother to us all. Gaul's love. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải tuyên chiến tranh với thằng này. Thằng này nó không chiến tranh với ai à? Không chiến tranh với ai. Vậy là mình không có sự lựa chọn nào khác là phải tuyên chiến với nó rồi. Không cần lôi mấy thằng đồng minh này vào làm gì cả. laying siege to their hovels. Warriors all! Get moving! I live to serve the people of Gaul. Move out! Một trận chiến đơn giản luôn. Rồi chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ nó bảo mình đánh chiếm thành này. Biển phía Bắc này thì Epona, watch over this travel. Honor the gods and your ancestors. Starting out. All right. Thirsty for battle. Quân chủ lực của nó ở phía trên này rất là đông. Mấy quân đoàn liền. Đợi mùa xuân sang đã, mùa đông như này đánh nhau ở bên trên đấy căng. Căng. Your orders. No, God's curse ya. Thằng Rome này. Bây giờ mà mình thực hiện một cuộc chiến xuống phía Nam này thì đánh kiểu gì nhỉ? Cũng khó nhỉ. Kiểm soát biên giới đã. Some in the Senate are known to have lavish taste. Úi dồi, bão tuyết đâu mà kinh này. Ai lại có vụ ám sát à? Ám sát hụt. Ai là thấy không? Vùng này nào nhỉ? Vùng này kinh tế mạnh ghê nhỉ? Mùa xuân sang có hoa anh đào. Get moving. Gaul Gaul is mother to us all. I should fear no Honor the gods and your move out. You have further orders. Không thành công. Không thành công. Không thành công à? À, chưa thể rút hạm đội quân đoàn đây đi được. Cứ để cái nhà thuyền này đã. Con này tao định ám sát quân mình à? Vùng này êm rồi. Rồi, triển khai quân dần xuống phía nam ạ. Ổn định rồi. Vùng phương Bắc đã được ổn định rồi. Chỉ còn hai thằng. Đóng quân các vùng biên giới này hả? Quay vào cái qua lượt đã. Ám sát hụt, nó định ám sát mình nhưng mà hụt mày. Ồ. Nó bị hết lương thực à? Nhưng mà đúng rồi, nó bị hết lương thực, hết lương thực. Nghiên cứu xong công nghệ này rồi. Cứu hải quân này. Cứu tiếp vào cái mảng xây dựng này. Ready for battle. What you can't steal, burn. Gauls love the open road. Rồi. Cướp bóc hết tiền nó xong. Cho nó đã nghèo còn nghèo hơn. Cái thuyền này chắc là sắp sập này. Đảo qua cái tình hình chính trị nha, 66%. Nói chung thì vẫn được, vấn đề gì. Lực lượng quân sự của mình ở đây là rút được 4 quân đoàn này xuống nữa thì là êm. Rút được 4 quân đoàn này xuống thì mới êm được. No sabes de nada. Chết đói. Ready for orders. Thirsty for battle. Starting out. Mùa thu rồi. Ready for orders. We cannot pass here. On the move, lads. Honor the gods and your ancestors. Move out. The way is blocked. Get moving! Steady as we go! Warriors all! Rồi, đóng đây một phát đã. Đóng đây một phát đã. Ôi. Hết sạch tiền. Cấp cái này lên 4 luôn thôi kìa. 4 này. 30 rồi này. Hai mươi sáu. 22. Tốn khá nhiều lương thực nhỉ. Hả, quân của mấy anh sư vương nhỉ, nó cứ củi nha. My people do not like luxury, but money is needed. I ask humbly. No. The sword was drawn, but now it's bloody. No. Ready for orders. Take everything. Gauls love the open road. Ready for orders. Burn it down. Starting out. What you can steal. Gaul is mother to us all. Get moving. Gaul is mother. All hands to the oars. Mùa xuân tới, bọn này tẹo. the tribe! Gaul is mother to us all! Tất cả mọi vấn đề đều dồn vào trên chiến trường phương Bắc à? Tăng bàn chân lên. Ancestors, all is mother to us all. Rồi mình sẽ dứt điểm cái thằng này. Nó đi đâu hết rồi? For the tribe, besieging settlement. We take this settlement for the tribe. Gaul is mother. Epona, watch over this traveler. Gaul is mother to us all. You're blockading. Forming a blockade. Attack! Taking camp. Ready for battle. À đây à. Đây à. Tribe! Tyrannus, strike them down! Thế là chiến trường phương Bắc đã xong. Vùng này ổn định rồi, mình sẽ cho cái vùng nào nhỉ? Vùng này nhận cái hỗ trợ này. Để tăng cái public order lên tí. Bắt đầu rút quân. Trận chiến ở phía Bắc đơn giản quá nhỉ. Perhaps, and I ask. Chứ nó chết quá nửa quân đội rồi. Quay nó lại đã. Rồi. Chết đói, bọn này bị chết đói. On the move, lads. Thirsty for battle. Get moving. Ready for battle. Move out. Thirsty for battle. Mình cướp hết tiền của nó. Vùng này giàu có ghê nhỉ. Có hổ phách này. Có hoa hút. Có amber, hổ phách. Ồ, cái này dầu có đấy, còn có cả gỗ nữa. Rồi. Rút quân thôi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tính những cái chiến trường phía Nam. Mục tiêu tiếp theo của mình là gì nhỉ? Thằng này thì chắc là sẽ chết dần rồi. Đánh nhau với thằng này. Với thằng này. Đánh nhau với thằng này thì khá dễ. Mình đang chiến tranh với thằng Ai Cập. Khó nghĩ phết nhỉ. Khó rồi. Nhiệm vụ của nó yêu cầu mình phải kiểm soát được, mình kiểm soát được 2 trên 3 vùng đó. Vùng Italia, Thaxia là vùng này. Vùng này là Gatalia đấy. Qua lượt này. Phải tiến xuống phía Nam nữa thì mình tính được. Hiện tại bây giờ mình đang có 10 quân đoàn. 10 quân đoàn. Trường hợp chiến tranh xảy ra thì bây giờ mình sẽ sử dụng những nào này? Đánh vào như thế nào nhỉ? Lúc toàn lực đánh vào đây à? Các quân đoàn phía Bắc của mình còn thằng nào nhỉ? Đây còn một quân đoàn nữa. Có vẻ ổn rồi. Hay là mình huy động thêm bọn anh tham gia của mình nhỉ? Thôi là qua lượt đã. Để tiến xuống phía Nam đã. I dare not ask much for my people. Only a... Thằng này nó lại cứ thích... Nó thích cướp tướng của mình à? Ồ, nó kiểm soát được toàn bộ vùng lãnh thổ phương Bắc. Kế hoạch tiếp theo mình ạ, đánh xuống phía Nam này, nhưng mà bây giờ mà chiến tranh với thằng này đất của nó rộng ghê. Ôi à, chưa kể nó có thằng Rome này, thằng Ai Cập là đồng minh ấy. Mà không hiểu hai thằng này nó chiến tranh kiểu nhau với nhau kiểu gì mà chả thấy đánh nhau gì. Be welcome here and speak. We Greeks are a real. I greet you as befit. Come, noble visitor. For the sake of French, I am eager to hear you. For the Senate's part. Oh. Chạy nhanh dữ nhỉ? Ồ. Một thằng hero bị chết à? Một thằng hero chết. Quân đoàn đây nó cũng cao, rank cao rồi. Có lẽ mình mua một thằng mới, nhưng mà ở đây upkeep đây. Đó, cho quân đoàn này chưa có rank. Ổn rồi. Còn một quân đoàn nữa đâu nhỉ? The gods and your ancestor ready for battle. Warriors all. Ổn rồi. Tất cả đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Chỉ chờ rằng trận chiến nữa thôi là xong. Vùng Suebi giàu ghê. Chà, thằng Đức nó chiếm được cái lãnh thổ bên này được cả. Giỏi. Kinh quá nhỉ. Kiểm soát được toàn bộ cái vùng bên này rồi đấy. Tấn công hướng nào trước rồi nhỉ? Tốt rồi, mình có đủ khả năng phòng thủ tất cả các hướng hết rồi. Hai quân đoàn tiến theo hướng này. Mọi sự đã an bài rồi. Có lẽ đánh thằng Suebi này trước ấy, giải quyết trước. Hay là tiến tranh trên tất cả các mặt trận nhỉ? Nếu mà như vậy thì thực sự là rất thú vị đấy. Nếu mà đánh trên tất cả các mặt trận thì đó sẽ là một cuộc chiến cực kỳ thú vị. Hay là như thế nhỉ? Hay là như thế. Đối với các cái vùng này thì mình có lẽ sẽ không sử dụng cái giải pháp chiếm đóng nữa, bởi vì mình cũng lãnh thổ của mình cũng khá rộng. Có lẽ mình sẽ sử dụng cái việc khôi phục lại các cái nước đã bị tiêu diệt ở đây. Và đó, nó sẽ trở thành đồng minh của mình, bởi vì cái vùng này trong nhiệm vụ mình cũng không cần phải chiếm cái vùng này. Đó. Khôi phục một đồng minh lên thì chúng ta có rất nhiều lợi thế. Đó. Thứ nhất, mình không thể kiểm soát mà vẫn có thằng nó kiểm soát vùng đất đấy giúp mình. Rồi. Ngoài ra mình lại có được cái điểm thân thiện ngay lập tức. Cho hai con đoàn này sang đây đánh tiếp thằng này. Khôi phục quốc gia này lên. Hay quá. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Khu vực này án binh bất động à? Sẵn sàng. The people of Gaul. You have further orders? Preparing an ambush. Mọi chuyện đã sẵn sàng. Đây nó có nhiều quân đoàn quá. Warriors all. You have further orders? Conceal from view. I. Một cuộc mạo hiểm khi mà chiến tranh lên tất cả các mặt trận này. Chiến tranh trên tất cả các mặt trận. Nó bỏ thánh đâu rồi? Vừa thấy nó ở đây mà. Bỏ thành đi đâu nhỉ? Hay lắm, lại khôi phục thêm được một nữa. Welcome, worthy. Ready for battle. Gaul is mother to you. I live to serve the people of Gaul. Oh. Công trình này nâng cấp lên này. Tăng 16 vào 2 quả. Có lẽ lượt sau mình sẽ bắt đầu chiến tranh. Chỉ lượt sau thôi. Đâu rồi? Thằng này nó không có cảng biển. Để nó nghĩ nó không tham chiến mình với thằng này. 8.000 này. Ok. Much ale will be swilled thanks to your words of agreement. My thanks. Rã sẽ đánh chiến với thằng này nữa. Nào nhỉ? Hoplite Freeman. I am here to listen if you speak of. I fear this ending will tempt beggars, bandits, and wolves to come to both our doors. War! Chiến tranh bắt đầu. Ủa, được xem nào. Ôi, sao nó toàn ranh vàng thế này? Đấy. Massa Capari bọn này mạnh lắm ấy. Chết bỏ mẹ rồi. Nó có khá nhiều cái binh. Old Sworn Warriors. Warriors grouped. Battle ready. Grouped and warriors ready. Warriors grouped. Trận này không công được, chơi phòng thủ rồi. Trận này quân nó đông lắm. Mà tướng của mình là tướng cấp 1, quân đoàn cấp 1, tướng cấp 1. Ready. Old Sworn Warriors. Ready. Battle ready. Battle group ready. Cavalry grouped and waiting. I hate the Greeks. They make me sick with all the money and slaves they have. All that wealth. Hai người bạn lâu năm của nhau cuối cùng thì trở giáo với nhau rồi. Một thế giới không thể có hai vua được. Our hidden units have been discovered. Our hidden units have been discovered. Oh no! Quả này là nó bắn nó mới đứng dậy. Our hidden units have been discovered. Ai chà, đồng vãi. Ai dồi. Fearless warriors! Spear nobles! We are Gaul! Spear nobles! We are Gaul! One of our units. Our general is under attack. Old sword warriors! Fearless warriors! Old sword warriors! Hunters! Fire! Heavy Omega! Victory for Gaul! Victory for Gaul! Chà, đừng đưa phòng thủ cận chiến của bọn này cao lắm. Quân đoàn cấp 1 đấy. Kiểu nó à. Không thể vào được. One of our units has used all its ammunition. Spearman này sao đây, bật cái này lên để chống kỵ binh à? Bonus với kỵ binh 45. The battle is turning in our favor. Ay, ya. Lady segunda. ...242 thằng, mà chết mới có 7 thằng. Lì đòn vãi chưởng. Rồi rút ra. Buckley. Miner lên đến 18 cả. Ủa, ôi giời. All right. $2.500 đối với $3.800 mà nó toàn rank vàng này. Mình thì mới có, chưa có rank ấy, mới bắt đầu thành lập. Ủa. Thằng Linh đấy sao giết 300 thằng mà còn không chết này nhỉ? Chết cậu. Cái vùng này khôi phục cái thằng xứ Gaul đây lên. Chả chiếm thêm làm gì nhiều vậy. Rồi. There's a good pork roasting for you and better. Wow. You speak from deep wisdom, although the offer is but shallow. I cannot agree. Come c'è, vedi? You speak well, but I fear the spirits do not approve. I cannot go against such portents. Thành chỗ này khó nhỉ. Thành chỗ này khó rồi. Rome. For Gaul! Get moving! Destroy them! Wait a Rome. Gaul is mother to us all. Call this a garrison? I want hourly patrols. Ready for orders. Not one Ready for battle. Khôi phục các quốc gia này lên. Welcome. We will talk and then we will. Excellent. My people will feast. Trade phát lại thêm khút tiền. Ai xài. Nó có xe bắn đá rồi. Nó khá nhiều kỵ binh. Có xe bắn đá vậy cũng khá nhiều kỵ binh. Ai chà. Để xem xe bắn đá của nó đâu đã. Xe bắn đá nó ở đâu? Không biết nó chui ra từ cái lỗ nào. Warriors of Gaul, oath-sworn warriors. As you say, spear nobles. Battle warriors ready. Tấn công một cái thành của quân Hy Lạp, nhóm các nước Hy Lạp. Oathsworn warriors. They will bleed for us. Spear nobles. Spears ready! Oathsworn warriors! Warriors ready! Oathsworn warriors! Kill! Orders! Grouped and waiting! Battle group ready! Spear nobles. No. said no. Hay quá, pháo nó quay ra hướng này. Nó còn một cái khẩu pháo tầm ngắn nữa cơ mà. Đâu rồi, chui ra đi xem nào. Chưa thấy đâu nhỉ? Khoai ở chỗ này, chỗ này nó là cái sườn, sườn đồi. Tiếng tù và lên rồi. Học. Trận này mình phải chủ công rồi. Mấy con ngựa mình rồi. Dụng nó ra đây đã. Our hidden units have been discovered. Xe bắn đá nó đây. Nó đông lắm. Mình mà lao vào đấy thì mình chết. Pháo rồi, đấu pháo rồi. Cháy một chiếc. Ui, nó lã pháo mình. Cháy đi. Không cháy à? Cháy đi. Ôi. Hay quá, còn một chiếc nữa. Quan sát được. Hay quá. Ngon rồi. Rồi. Không chịu tấn công. One of our units has used all its ammunition. Hết đạn rồi. Còn phát nữa. One of our units has used all its ammunition. Bỏ xe. Hết đạn rồi, bỏ xe thôi. Warriors! Run, curse you! Heavy Onaga! Warriors, move out! Thunder, reload now! Fire on them! Our hidden units have been discovered! Bọn này nó có cái lợi thế là khi nó bắn thì nó mới đứng dậy. Bọn khỉ nó không tấn công, đau đầu chết. Battle for our ancestors. Run, cursed! Our hidden units have been discovered. It's running. Heavy Onaga. Forward. Push it back. cagar. No. I know. Uzo. One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Ghê quá nhỉ? Lần nào mình ghê quá. Kalau tarik, has used all its ammunition. Gallic warriors! We'll kill them all! Kills! Spear nobles! Orders! Oathsworn warriors! Get down! Oathsworn warriors! One of our unit has used all its ammunition. Our spears are yours! Battle ready! Cut them down! Spear nobles! Warriors, move out! Battle ready! Victory! Warriors ready! Spear nobles! Move it! Understood! Orders! Kill, kill, kill! Spear! Kills! Move it! Oathsworn warriors! Hunters! Our horses love blood! Oathsworn warriors! Horse of Gaul! Kills! Oathsworn warriors! Boars of Gaul! Spears! The battle is turning in our favor. Cavalry! The riders advance! Hunters! Help! Warriors ready! We will pierce their hearts! Noble horse! Battle ready and eager! What a charge! Shields free! Come on! Kills! Scrappers ready! Oathsworn warriors! Melee warriors! Ready! Oathsworn warriors! They will bleed for us! Get your shields up! Oathsworn warriors! Kill, kill, kill! Noble horse! Mounted death! Take Elite cavalry! One of our units has used all its ammunition. Pochanga. Fearless warriors! Spears! Come on! Spear nobles! Oathsworn warriors! Yeah! They're moving! Noble horse! Riders ready! Sons of Gaul! Hunters! Look out! Uy, Dios. Con lo más guapo. Manche. I live to serve the people of Gaul. May. Greetings, friend. The gods will rejoice at the... Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and... ripe women to ease other parts. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị thì các bạn có thể like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn có thể ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.